Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại đây. Nếu bạn nào đang theo dõi kênh của mình ấy, thì sẽ biết rằng cái hệ thống aquaponics của mình đang xuất hiện một cái hiện tượng, đó chính là hiện tượng thối rễ. Cái hiện tượng thối rễ này thì trong hệ thống của mình ấy, nó cũng vừa mới xuất hiện, và đặc biệt là xuất hiện trên cây cải xoăn. Cái việc cây trồng bị thối rễ này ấy, nếu chúng ta không phát hiện và có biện pháp khắc phục sớm thì nó sẽ lây lan rất nhanh và làm ảnh hưởng đến toàn bộ các cây trồng trong hệ thống, và từ đó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của toàn hệ thống. Cái nguyên nhân chính của hiện tượng thối rễ này đó chính là do cái việc cái hại khuẩn nó phát triển quá mức, nó làm lấn át đi các lợi khuẩn có trong hệ thống của chúng ta và nó ảnh hưởng đến cái bộ rễ. Đó, nguyên nhân đơn giản như thế rồi. Và để khắc phục cái hiện tượng này như thế nào thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái biện pháp mà mình đã áp dụng ngay chính trong cái hệ thống của mình mà rất hiệu quả. Đó chính là bổ sung cái lợi khuẩn vào trong hệ thống mỗi khi xuất hiện cái hiện tượng thối rễ hoặc là thối nhũn. Đó, như các bạn quan sát đây là cái thùng của mình, đây là cái thùng sơn này, đây là mình đã ủ cái vi sinh lợi khuẩn được 7 ngày rồi. Đây, mình sẽ mở nắp cho các bạn xem nhé. Đó, đây nhìn rất đẹp đúng không ạ? Cái này là mình vừa mới quấy lên xong ấy. Nó có mùi thơm nhẹ, mùi thơm và mùi chua nhẹ. Và cái chủ yếu cái chủng vi sinh của mình ủ đây nó là cái chủng Bacillus. Cái chủng này có tác dụng chống thối rễ và thối nhũn rất tốt trong hệ thống aquaponics của mình. Đó, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn về cách thức sử dụng thì nó rất đơn giản đấy các bạn. Các bạn cùng quan sát tiếp nha, mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Trước khi sử dụng thì chúng ta cần khuấy đều nó lên ạ. Đó, như mình đang làm đấy. Với cái tỷ lệ pha ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng tỷ lệ 1:20, tức là 1 lít vi sinh này chúng ta sẽ đổ vào sử dụng 20 lít nước trong hệ thống. Như cái thùng sơn của mình đây nó tầm khoảng 10 lít thì chúng ta sẽ sử dụng theo tỷ lệ nó sẽ khoảng 200 lít. Đó, như vậy là vẫn chưa đủ, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng từ từ thôi, bổ sung từ từ và quan sát cái sự biến chuyển của bộ rễ của cây trồng đó. Nếu chúng ta sử dụng nhiều quá nó sẽ làm nhớt cái hệ thống đó, mà nếu sử dụng ít quá thì chúng ta sẽ không có tác dụng nữa. Đó, vậy thôi. Đây, như đây là cái bồn hồi của mình đây, mình sẽ đổ vào trong đó và chúng ta sẽ quan sát trong khoảng 2-3 ngày để quyết định là bổ sung tiếp hay không nữa các bạn nhé. Đó, chúng ta cứ thế mà chúng ta đổ vào thôi. Đơn giản vậy thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn nút like và đừng quên đăng ký theo dõi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.